trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung, tiền thân là trường trung học cơ sở Quang Trung, vào năm 2019 được sáp nhập thêm khối tiểu học từ trường tiểu học Cơ Rông Năng. Trải qua quá trình phát triển và trưởng thành, với sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của quý bậc phụ huynh, sự cố gắng của các em học sinh, sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ lãnh đạo nhà trường và các thầy cô giáo, trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung từng bước hoàn thiện, chuẩn hóa và khẳng định vị trí lá cờ đầu trong tất cả các phong trào của ngành giáo dục và đào tạo huyện Cơ Rông Năng. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng để phục vụ tốt cho dạy học theo chương trình mới, trường đã từng bước trang bị đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại, tất cả các phòng học đều có tivi màn hình lớn, có phòng tin học chuẩn, có nhà đa chức năng, có khu hoạt động trải nghiệm, có sân trường xanh, sạch đẹp. Hiện nay trường có đội ngũ giáo viên giỏi các cấp cao nhất toàn huyện, luôn năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết, yêu thương và hết lòng vì học sinh. Luôn sát cánh cùng phụ huynh để giáo dục và giảng dạy các em trở thành những học sinh ngoan, ngày càng tiến bộ trong mọi mặt. Chính vì thế từ ngày thành lập đến nay, trường liên tục dẫn đầu toàn huyện trong các cuộc thi, hội thi và đã được tặng cờ thi đua cũng như rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Phát huy những thành quả ấy, năm học 2022-2023 trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những thành tích vượt bậc. Về giáo viên, một giáo viên đạt giải cấp bộ về thiết kế học liệu số, một giáo viên đạt giải cấp tỉnh về nghiên cứu khoa học và một giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. 9 giáo viên đạt cấp huyện về giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi. 7 giáo viên đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện. Đạt nhất toàn đoàn về hội thao và giải A toàn đoàn về hội diễn nghệ thuật quần chúng. Về học sinh, các em không ngừng phấn đấu học tập, nhiều em tham gia và đạt giải các cuộc thi do các cấp tổ chức. Đặc biệt có 13 em đạt giải cấp tỉnh trong các cuộc thi văn hóa, công trình nghiên cứu khoa học, cuộc thi đấu trường VOEDU, tiếng Anh IOE, trạng nguyên tiếng Việt và nhiều giải thưởng cấp huyện khác. Nhà trường luôn chọn cho các em những bộ đồng phục đẹp, gọn gàng và phù hợp. Với thành tích đó, trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời được bình xét nhất khối thi đua, được đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua đối với tập thể nhà trường và công đoàn. Điều đó, một lần nữa khẳng định trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung đã thực sự vượt khó, nỗ lực, trưởng thành và ngày càng phát triển. Để ghi nhận sự cống hiến vì tập thể, hàng năm, nhà trường luôn vinh danh, ghi tên học sinh và giáo viên có thành tích cũng như sự đóng góp của quý bậc phụ huynh, các mạnh thường quân trên bảng vàng truyền thống. Đặc biệt nhà trường luôn có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời cho các em trong quá trình học tập. Trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung luôn mở cửa chào đón những học sinh mới đến tham gia học tập. Ở đây các em sẽ được trải nghiệm, học tập, vui chơi và sáng tạo để phát triển toàn diện, nơi xứng đáng để phụ huynh và học sinh tin tưởng,